Xin chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình bộ môn địa lý lớp 12 ngày hôm nay. Ở bài học trước đó, các em đã tìm hiểu xong vấn đề khai thác thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái vấn đề mới của một cái vùng kinh tế mới. Đó là bài số 33, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng. Các em thân mến, sau bài học hôm nay thì thầy đề nghị các em nắm được một số mục tiêu chính của bài học đó là kem phân tích được tác động của các thế mạnh và hạn chế của vùng tới sự phát triển kinh tế, những vấn đề cần giải quyết trong phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai, kem hiểu và trình bày được tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính. Về mặt kỹ năng, kem phân tích số liệu thống kê, biểu đồ để hiểu và trình bày được sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông Hồng. Đối với lại bài học của chúng ta ngày hôm nay, sẽ có 3 nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu các thế mạnh chủ yếu, các hạn chế chủ yếu của vùng và nội dung cuối cùng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính. Chúng ta sẽ đi vào các thế mạnh chủ yếu. Trước khi đi vào các thế mạnh chủ yếu thì thầy khái quát chung về các vùng đồng bằng sông Hồng. Trên màn hình của các em, thầy có một cái biểu đồ diện tích và dân số của đồng bằng sông Hồng so với cả nước. Như các em quan sát, diện tích của đồng bằng sông Hồng là 15.000 km vuông và với diện tích 15.000 km2 thì đồng bằng sông Hồng chỉ chiếm 4,5% diện tích của cả nước. Tuy nhiên, dân số của đồng bằng sông Hồng là 18,2 triệu người. Thống kê năm 2006 chiếm đến 21,6% dân số cả nước. Cập nhật một chút về dân số của đồng bằng sông Hồng, theo thống kê ngày 1 tháng 4 năm 2019, thì dân số của đồng bằng sông Hồng hiện nay là khoảng 22 triệu 500 000 người và chiếm 22% dân số cả nước. Cho nên khi đánh giá về diện tích và dân số của đồng bằng sông Hồng thì thầy thường nói vui với các em rằng đồng bằng sông Hồng là một cái vùng mà đất thì chặt mà người thì đông. Các em nhìn trên màn hình. Đây là 10 tỉnh thành phố của vùng đồng bằng sông Hồng và các em nhớ rằng tỉnh Hà Tây được xác nhập về Hà Nội năm 2008 cho nên bây giờ chúng ta không còn tỉnh Hà Tây nữa. 10 tỉnh thành phố của đồng bằng sông Hồng lần lượt là Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh và cuối cùng là Vĩnh Phúc. Đi vào các thế mạnh chủ yếu của đồng bằng sông Hồng thì các em quan sát trên màn hình có 3 nhóm thế mạnh chủ yếu của đồng bằng sông Hồng. Thứ nhất về vị trí địa lý, thứ hai về tự nhiên và thứ ba về kinh tế xã hội nhóm nhân tố thế mạnh về tự nhiên chúng ta sẽ có nè đất nước biển khoáng sản nhóm kinh tế xã hội chúng ta có dân cư lao động cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật và một số thế mạnh khác thế mạnh khác ở đây thì các em lưu ý chúng ta có thị trường lịch sử khai thác lãnh thổ và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể các thế mạnh chủ yếu của đồng bằng sông Hồng đầu tiên đối với vị trí địa lý các em quan sát trên bản đồ để xác định cái vị trí địa lý của đồng bằng sông Hồng thì các em lưu ý toàn bộ các vùng được đánh màu xanh ở đây đó chính là đồng bằng sông Hồng. Như vậy, vị trí của đồng bằng sông Hồng nó sẽ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc. Giáp với lại một số các khu vực mà có tiềm năng rất là lớn về khoáng sản cũng như nguyên liệu ví dụ như Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó thì đồng bằng sông Hồng cũng với giáp biển, một cái vùng biển thuộc vịnh Bắc Bộ tiềm năng rất là lớn. Thầy nhắc lại cái vị trí địa lý của đồng bằng sông Hồng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, giáp với nhiều vùng kinh tế quan trọng. Như vậy thì đồng bằng sông Hồng sẽ có một cái thuận lợi rất là lớn trong giao lưu với các vùng trong nước và các khu vực. Tiếp theo là những thế mạnh về tự nhiên. Thế mạnh đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu đó chính là đất. Các em lưu ý, đất nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng chiếm đến 51,2% diện tích của đồng bằng, trong đó 70% diện tích đất nông nghiệp là đất phù sa thầy có một cái bản đồ đất cho kem kem quan sát trên màn hình của chúng ta đây là cái bản đồ đất mà thầy đã phóng to ở khu vực đồng bằng sông hồng thì kem quan sát trên màn hình kem sẽ thấy đây là khu vực đồng bằng sông hồng cái màu chủ đạo trong đất của đồng bằng sông hồng là màu xanh như vậy đây chính là đất phù sa kem bên cạnh đó ở những vùng ven biển chúng ta sẽ có những đất nhiễm phèn nhiễm mặn và ven cái đất phù sa này là một cái diện tích đất Felix cũng tương đối là lớn. Như vậy, với cái tiềm năng đất của đồng bằng sông Hồng, trong đó diện tích đất phù sa chiếm 70%, thì cho phép đồng bằng sông Hồng phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây hàng năm. Trong đó, cây lúa là cây chủ đạo. Bên cạnh cây lúa còn có rau, đậu, cây thực phẩm và một số loại cây khác. Tiếp theo, thế mạnh tự nhiên chúng ta tìm hiểu tiếp theo, đó chính là nước. Ở đồng bằng sông Hồng thì nguồn nước rất là phong phú, kể cả nước trên bề mặt, nước ngầm, nước náo, nước khóa. Thầy phân tích nước chủ yếu trên bề mặt của đồng bằng sông Hồng thì được cung cấp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Kết hợp với sự điều tiết của các hồ thủy điện kết hợp thủy lợi thì hiện nay nguồn nước trên bề mặt của đồng bằng sông Hồng thì cung cấp một cái lượng nước đầy đủ để phát triển nông nghiệp. Như vậy thì với một nguồn nước phong phú như vậy cho phép đồng bằng sông Hồng phát triển nông nghiệp một số ngành công nghiệp cần nhiều nước và giao thông. Bên cạnh đó thì nước nóng và nước khoáng cho phép đồng bằng sông Hồng phát triển một số điểm du lịch để tận dụng cái tiềm năng này. Tiếp theo sẽ là một cái vùng biển rộng và giàu tiềm năng. Như kem đã biết, đồng bằng sông Hồng giáp với biển đông ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Thì vịnh Bắc Bộ chúng ta đã có hiệp định phân giới vịnh Bắc Bộ. Đây là một trong những vùng biển rất là giàu tiềm năng. Các em đã được học thì ngư trường Hải Phòng Quảng Ninh cũng là ngư trường lớn. Rất nhiều bãi tôm, bãi cá cho phép Đồng bằng sông Hồng phát triển tổng hợp kinh tế biển. Ở đây thầy nhấn mạnh với các em ba cái ngành kinh tế chủ chốt liên quan đến biển. Thứ nhất là đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, thứ hai giao thông vận tải biển và đặc biệt là du lịch biển. Thế mạnh cuối cùng về mặt tự nhiên đó chính là khoáng sản. Khoáng sản của Đồng bằng sông Hồng được đánh giá tiềm năng khoáng sản không thật phong phú, tuy nhiên vẫn có những tiềm năng khoáng sản về vật liệu xây dựng, than nâu và khí tự nhiên. nhưng mà kem cũng đã biết khi kem học về tiềm năng khoáng sản là than nâu thì ở đồng bằng sông hồng trữ lượng than nâu rất lớn. tuy nhiên hiện nay thì khai thác còn đang rất là hạn chế bởi vì thang nâu này tồn tại ở một cái độ sâu rất là lớn tồn tại dưới một cái vùng mà chúng ta đang canh tác lương thực thực phẩm cho nên cái việc khai thác thang nâu cũng rất là khó khăn bên cạnh đó thì có khí tự nhiên cái mỏ khí đầu tiên được khai thác ở quy mô công nghiệp để phục vụ cho việc phát triển kinh tế là mỏ khí tiền hải của Thái Bình được khai thác năm 1981. Với cái tiềm năng khoáng sản như vậy, cho phép đồng bằng sông Hồng chúng ta phát triển công nghiệp, phát triển một số ngành ví dụ như sản xuất vật liệu xây dựng và năng lượng. Một số hình ảnh các em có thể quan sát trên màn hình về một số ngành kinh tế, những cánh đồng lúa chuyển vàng của đồng bằng sông Hồng. Những giống lúa mới được đưa vào sử dụng năng suất cao, chất lượng rất là tốt, năng tầm các vị trí của một vùng trọng điểm sản xuất lương thực thứ hai của cả nước. Bên cạnh lúa thì còn có rau vụ đông là một trong những thế mạnh của đồng bằng sông Hồng. Và một hình thức sản xuất rau ở quy mô công nghiệp cũng là một trong những đặc trưng của đồng bằng sông Hồng. Một số hình ảnh về phát triển kinh tế biển của đồng bằng sông Hồng các em có thể quan sát trên màn hình. Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, giao thông vận tải đường biển, du lịch. Như vậy, thầy và các em vừa tìm hiểu xong những thế mạnh chủ yếu về vị trí địa lý và tự nhiên của đồng bằng sông Hồng chúng ta sẽ tiếp tục với lại những thế mạnh về kinh tế xã hội thế mạnh đầu tiên về kinh tế xã hội đó là đồng bằng sông Hồng có một nguồn lao động rất là dồi dào ngoài dồi dào ra còn có kinh nghiệm và trình độ đây là một trong những thế mạnh rất quan trọng của đồng bằng sông Hồng để phát triển đa dạng những ngành kinh tế thứ hai Mạng lưới giao thông, khả năng cung cấp điện nước của đồng bằng sông Hồng cũng rất là tốt. Kèm theo với đó là cơ sở vật chất được đánh giá là tốt nhất cả nước. Thì mạng lưới giao thông, khả năng cung cấp điện nước, cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng đã phục vụ rất tốt cho sự phát triển của các ngành kinh tế và đời sống. Thế mà tiếp theo về kinh tế xã hội, đó là thị trường tiêu thụ rất là rộng, lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, như phần đầu bài học Dân số của đồng bằng sông Hồng là 18,2 triệu người, chiếm đến 21,6% dân số của cả nước. Đây là một cái thị trường tiêu thụ rất là rộng. Kèm với đó lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời cho phép đồng bằng sông Hồng mở rộng và đa dạng hóa sản xuất. Một số hình ảnh về nguồn lao động có kỹ thuật cao của đồng bằng sông Hồng như các em quan sát trên màn hình những sàn giao dịch bất động sản, những cái khu trung tâm thương mại rất là lớn, một số ngành kinh tế của đồng bằng sông Hồng. Một số hình ảnh về phát triển đào tạo nhân lực của đồng bằng sông Hồng. Thầy và các em vừa tìm hiểu xong các những cái thế mạnh chủ yếu của đồng bằng sông Hồng, thì chúng ta sẽ củng cố phần này với một số câu hỏi trắc nghiệm. Các em quan sát trên màn hình. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta câu 1 So với Trung du và miền núi Bắc Bộ thì vùng đồng bằng sông Hồng có. Đáp án A, diện tích lớn hơn. Đáp án B, dân số ít hơn. Đáp án C, kinh tế kém phát triển hơn và đáp án D, mùa đông ngắn và đỡ lạnh hơn. Thì câu hỏi số 1 của chúng ta ở mức độ nhận biết. Thì khi các em đã học có vùng trung du và miền núi Bắc Bộ thì đồng bằng sông Hồng rõ ràng diện tích nhỏ hơn. Đáp án A không phải. Đáp án B và đáp án C cũng chưa đúng. Như vậy Đáp án chính xác của chúng ta như cây cũng đã học, đó là đáp án D, có mùa đông ngắn và đỡ lạnh hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 2. Yếu tố quan trọng nhất giúp đồng bằng sông Hồng trở thành vùng sản xuất lương thực lớn của nước ta là đáp án A, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Đáp án B, đất phù sa màu mỡ đáp án C vị trí địa lý thuận lợi và đáp án D thị trường tiêu thụ lớn như vậy thì cả bốn đáp án của chúng ta đều là những yếu tố rất là quan trọng để giúp đồng bằng sông Hồng trở thành vùng sản xuất lương thực lớn ở nước ta. Tuy nhiên đáp án chính xác của chúng ta quan trọng nhất đó chính là đất phù sa màu mỡ như kem đã học 70% diện tích đất nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng là đất phù sa với một cái diện tích đất phù sa màu mỡ như vậy thì nó giúp cho đồng bằng sông Hồng trở thành các vùng sản xuất lương thực lớn của nước ta. Đáp án B. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Biểu hiện rõ nhất của sức ép dân số lên tài nguyên ở vùng đồng bằng sông Hồng là Đáp án A. Bình quân đất canh tác trên đầu người giảm. B. Độ màu mỡ của đất giảm. C. Khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Và D. Chất lượng nguồn nước giảm. Sức ép của dân số lên tài nguyên của đồng bằng sông Hồng thì như các em cũng đã học rồi. Tuy nhiên, biểu hiện rõ nhất của nó sẽ là đáp án A, bình quân đất canh tác trên đầu người đang giảm dần. Chúc mừng những các bạn nào đã chọn đáp án A. Một câu hỏi tiếp theo. Câu 4. Thế mạnh về tự nhiên làm cho đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông. Thầy nhấn mạnh là cây vụ đông là A. Đất đai phù sa màu mỡ B. Nguồn nước phong phú C. Có một mùa đông lạnh kéo dài Và D. Ít có thiên tai dịch bệnh Đáp án C là đáp án chính xác Chúng ta sẽ tiếp tục với lại phần tiếp theo của bài học Sau khi các em đã tìm hiểu những cái thế mạnh của đồng bằng sông Hồng Chúng ta sẽ qua những cái hạn chế chủ yếu của vùng Có những hạn chế chủ yếu sau Thứ nhất, dân số đông, mặc độ dân số cao, cơ cấu dân số trẻ và gây ra sức ép ở nhiều mặt. Dân số đông thì như các em cũng đã biết, dân số của đồng bằng sông Hồng chiếm đến 21,6% dân số của cả nước. Mặc độ dân số rất là cao, theo thống kê năm 2006, thì mặc độ dân số của đồng bằng sông Hồng là 1.225 người trên 1 km vuông gấp 4,8 lần so với trung bình cả nước. Cơ cấu dân số lại trẻ, và với một cái dân số đông, mật độ dân số cao, cơ cấu dân số trẻ như thế này gây ra sức ép rất là nhiều mặt kinh tế, về xã hội và về môi trường. Tuy nhiên, vấn đề căn bản đối với lại đồng bằng sông Hồng trong cái hạn chế này, đó là với cái dân số đông, mật độ dân số cao như vậy, thì vấn đề việc làm là vấn đề cực kỳ nan giải đối với lại đồng bằng sông Hồng, bởi vì là sự phát triển kinh tế chưa tạo ra đủ việc làm để có thể đáp ứng cho cái nhu cầu của lao động. Mà khi người lao động không có việc làm, tức là thất nghiệp và thiếu việc làm sẽ nảy sinh rất nhiều những vấn đề xã hội. Hạn chế tiếp theo của đồng bằng sông Hồng sẽ là nhiều thiên tai. Những thiên tai mà kem đã học ở đồng bằng sông Hồng có thể là bão, lũ lụt, hạn hán. Những cái thiên tai này ảnh hưởng rất là lớn đối với sự phát triển kinh tế của đồng bằng sông Hồng đặc biệt những năm trước đây thì vấn đề lũ lụt của đồng bằng sông Hồng là một trong những cái thiên tai gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đối với lại đồng bằng sông Hồng. Thứ hai, tài nguyên đã bị suy giảm. Đối với đồng bằng sông Hồng thì hai loại tài nguyên hiện nay đang bị suy giảm một cách nghiêm trọng đó chính là đất và nước. Đất hiện nay của đồng bằng sông Hồng càng ngày càng thu hẹp. Sau đó chất lượng đất đi xuống, một số đất phù sa trong đê thì bị bạc màu, bị thoái hóa. Tài nguyên nước hiện nay cũng là một cái tài nguyên đang bị suy giảm một cách nghiêm trọng, đặc biệt là chất lượng nước. Và tiếp theo đó là thiếu nguyên nhiên liệu. Đồng bằng sông Hồng cũng là một cái vùng mà có tiềm năng về khoáng sản. Tuy nhiên thì những cái tiềm năng khoáng sản chính để phục vụ cho phát triển công nghiệp của đồng bằng sông hồng gần như phần lớn phải nhập từ những vùng khác dẫn đến vấn đề thiếu nguyên liệu nhiên liệu cho phục vụ cho phát triển công nghiệp và cả kinh tế và hạn chế cuối cùng của đồng bằng sông hồng đó là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn tương đối là chậm thì đây là cái vấn đề mà trong cái phần cuối của bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rất là kỹ vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông hồng một số hình ảnh trên màn hình để các em thấy một cái hạn chế của đồng bằng sông Hồng. Ngập lụt do mưa bão. Vấn đề môi trường thì năm 2006 thì công ty Mi One và công ty cổ phần giấy Việt Trì đã xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra sông Hồng gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường rất là lớn. Chúng ta sẽ tiếp tục với lại phần tiếp theo. Phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay Đó là chuyển dịch cơ cấu theo ngành Và những định hướng chính Chúng ta sẽ đi bắt đầu phần đầu tiên Đó chính là thực trạng Kem quan sát trên màn hình của Kem Đây là biểu đồ chuyển dịch cơ cấu Kinh tế theo ngành Ở đồng bằng sông Hồng Giai đoạn 1986-2005 Kem quan sát Nông lâm ngư nghiệp Thay gọi tắt là khu vực màu Kem sẽ thấy từ 49,5% năm 1986 giảm xuống còn 16,8%. Khu vực 1 giảm đi đến 32,7%. Tiếp theo màu cam của chúng ta là công nghiệp xây dựng hay là khu vực 2. Năm 1986 là 21,5%. Đến năm 2005 là 39,3%. Như vậy là tăng 17,8%. Và cuối cùng khu vực dịch vụ từ 29% năm 1986 đến năm 2005 là 43,9% tăng 14,9%. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng đó chính là giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng tỷ trọng khu vực 2 và 3. Trước năm 1995 thì khu vực 1 chiếm tỷ trọng cao nhất, nhưng mà sau năm 1995 thì khu vực 3 chiếm tỷ trọng cao nhất. Vậy thì đánh giá như thế nào về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1986-2005 thì có hai cái nhận xét căn bản. Thứ nhất, cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng đang có sự chuyển dịch một cách tích cực. Sự chuyển dịch này là phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, nhận xét thứ hai đó là quá trình chuyển dịch này tuy tích cực nhưng vẫn còn chậm đây là hai cái nhận xét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng mà các em cần rút ra cho thầy. Sau khi các em đã tìm hiểu sự chuyển dịch kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng thì kem phải trả lời cho thầy một câu hỏi rất là quan trọng đối với bài học ngày hôm nay đó là vì sao đồng bằng sông Hồng cần phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành. Như kem đã biết có ba lý do chính để đồng bằng sông Hồng tiếp tục phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành. Thứ nhất vai trò của đồng bằng sông Hồng đối với lại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc cũng như cả nước là rất quan trọng. Đây là đầu tàu cho sự phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Đồng thời với đó thì đồng bằng sông Hồng về nông nghiệp, đây là vùng trọng điểm sản xuất lương thực thứ hai của cả nước, cực kỳ quan trọng. Các thứ hai, khi Kem hào và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng thì trong giai đoạn trước cái cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng còn rất là nhiều hạn chế. Nó chưa phù hợp với lại tình hình phát triển kinh tế sổ của đồng bằng sông Hồng hiện nay và trong tương lai. Cho nên chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành. Và cái thứ ba, chúng ta cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát huy một cách tối đa những cái tiềm năng, những cái thế mạnh của đồng bằng sông Hồng góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân. Đây là ba lý do chính mà đồng bằng sông Hồng cần phải tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế thương mại. Như vậy, trên màn hình của các em, thầy đã phóng to hình 33.3 trong sách giáo khoa để cùng tìm hiểu về sự phát triển kinh tế của đồng bằng sông Hồng. Trước tiên đối với công nghiệp thì thầy và các em cũng đã có dịp để mà tìm hiểu về sự phát triển công nghiệp của đồng bằng sông Hồng trong bài số 26 cơ cấu ngành công nghiệp đối với sự phát triển công nghiệp của đồng bằng sông Hồng thì đồng bằng sông Hồng có rất nhiều những trung tâm công nghiệp lớn ví dụ như Hà Nội giá trị trên 120.000 tỷ đồng Hải Phòng Hải Dương Nam Định và một số trung tâm công nghiệp khác cơ cấu ngành rất là đa dạng giá trị đóng góp của công nghiệp đồng bằng sông Hồng lớn hơn 28 trăm vào giá trị sản xuất công nghiệp chung của cả nước hướng chuyên môn hóa rất là rõ ràng tiếp theo đó là nông nghiệp toàn bộ khu vực có màu vàng ở đây, đó là vùng sản xuất lương thực. Rất lớn. Bên cạnh sản xuất lương thực thì còn có trồng cây ăn quả. Chăn nuôi gia súc, ở đây là bò và trâu và một số vùng giáp ranh có một diện tích dùng để trồng rừng. Tiếp theo, đối với lại kinh tế biển thì các em thấy rằng đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với lại Vịnh Bắc Bộ, một, một vùng biển rất là giàu tài nguyên. Ngư trường Hải Phòng, Quảng Ninh đã tạo điều kiện cho đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh kinh tế biển, đặc biệt là đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Những cái vùng bãi tôm, bãi cá rất là lớn. Ngoài ra, thì về kinh tế của đồng bằng sông Hồng nổi lên một số điểm du lịch rất là nổi bật. Cái hình bông hoa ở đây, em sẽ thấy rằng những cái điểm du lịch nổi tiếng của đồng bằng sông Hồng, Tam đảo, một số trung tâm du lịch. Sau khi các em đã tìm hiểu xong cái phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng thì các em đã đánh giá được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng là rất tích cực. Tuy nhiên, cái tốc độ chuyển dịch còn chậm thì định hướng chính trong cái thời gian tới thì cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch. Đó là giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng nhanh tỷ trọng khu vực 2 và 3 thầy sẽ dùng hình ảnh để kèm rõ hơn cái định hướng chung trong cái chuyển dịch. Tiếp tục giảm khu vực 1, nông, lâm, ngư nghiệp. Tăng nhanh tỷ trọng khu vực 2 và 3. Chuyển dịch trong nội bộ ngành. Đối với khu vực 1 thì giảm tỷ trọng cái trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản riêng trong trồng trọt thì lại tiếp tục giảm tỷ trọng cây lương thực tăng tỷ trọng cây công nghiệp cây thực phẩm và cây ăn quả các em sẽ quan sát một số hình ảnh sau như vậy thủy sản và chăn nuôi sẽ tăng tỷ trọng cây lương thực cây thực phẩm giảm tỷ trọng riêng đối với lại trong trồng trọt thì các em chú ý rằng là giảm cây lúa và tăng cường cây công nghiệp rau đậu và cây thực phẩm đối với lại khu vực 2 thì định hướng trong quá trình chuyển dịch trong khu vực 2 là hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm các ngành công nghiệp trọng điểm của đồng bằng sông Hồng được xác định phải tiếp tục phát triển đó là chế biến lương thực thực phẩm dệt may da dài, vật liệu xây dựng cơ khí kỹ thuật điện và điện tử trong khu vực 2, các em sẽ quan sát trên màn hình của chúng ta một số hình ảnh. Đây là những ngành công nghiệp cần được chú trọng phát triển trong thời gian sắp tới. Đối với lại khu vực 3, tập trung phát triển du lịch, tài chính, ngân hàng, giáo dục đào tạo là định hướng chính trong thời gian sắp tới. Một số hình ảnh về các ngành dịch vụ cần phát triển trong dịch thời gian tới. Các em sẽ thấy rằng du lịch là cái định hướng chủ yếu trong cái phát triển ngành dịch vụ. Thì một số hình ảnh về những cái địa điểm du lịch các em có thể quan sát trên màn hình. Đây là những hình ảnh tuyệt đẹp về làng của Đường Lâm ở Hà Nội. Một điểm du lịch khá là nổi tiếng. Tiếp tục, đây là đảo Cát Bà nhìn từ trên cao. Rất là hoang sơ, và rất là đẹp đây là chùa bái đính về bằng đêm. và cuối cùng một hình ảnh giống như tranh vẽ đường vào tam cốc bích động của ninh bình thầy và các em vừa tìm hiểu xong những cái nội dung chính của bài học ngày hôm nay tiếp tục sẽ là phần củng cố bài học chúng ta sẽ có một số câu hỏi trắc nghiệm để củng cố bài học câu thứ nhất căn cứ vào atlas để lấy việt nam trang 26, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của đồng bằng sông hồng giáp biển một câu hỏi rất là dễ kèm mà giữa atlas trang hai mươi a hưng yên b bắc ninh c hải phòng và d là hải dương trong bốn đáp án của chúng ta chỉ có một tỉnh giáp biển đó chính là c hải phòng rất là dễ đối với lại các em. Câu tiếp theo. Câu 2, căn cứ vào atlas địa lý Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây của đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp trên 120.000 tỷ đồng? A. Hà Nội. B. Hưng Yên. C. Hải Phòng. D. Nam Định. Và lại là một câu hỏi nhận biết và tất cả các bạn đều có thể chọn ra một cái đáp án đúng đối với câu hỏi này. Đó là đáp án A, Hà Nội. Chúng ta sẽ tiếp tục với lại câu hỏi số 3. Tại sao trong định hướng phát triển kinh tế của đồng bằng sông Hồng lại chú trọng đến việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm? Đáp án A, để khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào. Đáp án B, để sử dụng có hiệu quả thế mạnh về tự nhiên và con người. Đáp án C, để thu hút triệt để nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta. Đáp án D, để tận dụng thế mạnh về tiềm năng thủy điện và khoáng sản. Thì các em thấy rằng việc hình thành và phát triển những ngành kinh tế trọng điểm ở Đông bằng sông Hồng để phục vụ cho mục đích chính đó là B, sử dụng có hiệu quả thế mạnh về tự nhiên và con người. Đáp án chính xác là đáp án B. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta câu số 4 biện pháp cơ bản để đưa đồng bằng sông Hồng sớm trở thành vùng sản xuất lương thực thực phẩm hàng hóa là Đáp án A. Quan tâm đến chất lượng sản phẩm và thị trường Đáp án B. Thay đổi cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ Đáp án C. Chú ý đến môi trường và bảo vệ tài nguyên đất Và đáp án D. Phát triển mạnh cây vụ đông Đồng bằng sông Hồng hiện nay là vùng sản xuất lương thực thực phẩm thứ hai của, của nước ta để trở thành một cái vùng sản xuất lương thực thực phẩm hàng hóa, cái biện pháp cơ bản đồng bằng sông Hồng cần chú ý đến đó là phải thay đổi cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ để phát huy tối đa cái thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới, đưa nền nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng sớm trở thành một cái vùng sản xuất lương thực thực phẩm hàng hóa đáp án của chúng ta là đáp án b còi số năm sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng theo hướng công nghiệp hóa là xu hướng có ý nghĩa quan trọng nhằm A. Đáp ứng nhu cầu cho tiêu dùng và xuất khẩu B. Giải quyết những hạn chế và phát huy những thế mạnh của vùng về tài nguyên Đáp án C. Đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển công nghiệp Và đáp án D. Góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế Như vậy thì các em thấy rằng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng theo hướng công nghiệp hóa có ý nghĩa rất là quan trọng để phục vụ cho mục đích đó là giải quyết những hạn chế và phát huy những thế mạnh của vùng về tự nhiên để đồng bằng sông Hồng tiếp tục trở thành là cái đầu tàu phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Đáp án của chúng ta là đáp án B, giải quyết những hạn chế và phát huy những thế mạnh của vùng về tài nguyên. Thầy và các em vừa tìm hiểu xong vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng. Xin chân thành cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em học tập đạt kết quả tốt nhất hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo xin chân thành cảm ơn